Xin mua áo mưa giá 1 triệu đồng, Chi cục Thủy lợi Thái Bình lên tiếng. Trưởng phòng tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình thừa nhận xin mua đồ đi mưa giá 1 triệu đồng một bộ nhưng chưa được chấp thuận. Dư luận đang xôn xao về tờ trình xin mua trang thiết bị, vật tư của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình để phục vụ mùa mưa bão tới. Cụ thể, những chiếc áo mưa được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề xuất mua với giá 1 triệu đồng một bộ. Bên cạnh đó, giá đề xuất mua dép, mũ và một số thiết bị khác của đơn vị này cũng cao bất thường. Lãnh đạo các sở ban ngành được cử tham gia phòng chống thiên tai tại các huyện, thành phố, cán bộ, văn phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như lãnh đạo cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tham gia công tác phòng chống thiên tai năm 2018 thuộc diện được trang bị trang thiết bị trong văn bản đề xuất. Chỉ mới là giá đề xuất, tờ trình số 02 ra ngày 9 tháng 1 năm 2018 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ghi rõ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sử dụng quỹ phòng chống thiên tai để trang bị bộ đồ đi mưa bao gồm mũ, áo mưa, ủng, dép dọ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh năm 2018. Mức đề xuất cụ thể đối với các áo mưa size L, XL và XXL số lượng 300 bộ không rõ thương hiệu, chất liệu được định giá 1 triệu đồng một bộ. Ngoài áo mưa thì các trang thiết bị trong đề xuất cũng có giá khá cao, ví dụ như ủng cao su giá 120.000 một đôi, mũ cối 100.000 một cái, dép dọ 100.000 một đôi. Tổng kinh phí cho việc mua sắm 4 loại thiết bị trên lên tới gần 400 triệu đồng. Tờ trình này được ông Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Phó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ký. Trao đổi với phóng viên sáng nay, ông Đặng Cao Vi, trưởng phòng tổ chức hành chính Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đơn vị có trình xin lên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình mua trang thiết bị như áo mưa, mũ dép để phục vụ mùa mưa bão năm nay. Nội dung trình đúng như văn bản 02 ra ngày 9 tháng 1 năm 2018 thể hiện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất và chưa được tỉnh chấp thuận. Ông Vi khẳng định, các mùa mưa bão trước, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cũng chỉ sử dụng loại áo mưa thông dụng đang bán trên thị trường có giá từ 80 đến hơn 100.000 một bộ. Được hỏi dựa vào đơn giá hay căn cứ thực tế nào mà đơn vị đề xuất mua loại áo mưa giá cao bất thường, ông Vi lý giải, đó chỉ mới là dự trù giá 1 triệu một bộ, cũng chỉ mới là kế hoạch, còn thực tế việc được mua với giá bao nhiêu là do cấp trên phê duyệt và quyết định.